Thiếu tướng, việc phiêu đập trên tàu Balia vẫn chưa có hiệu quả. Đã có 36 công nhân Trung Quốc tử vong. Trên tàu có thêm 16 người bị sốt. Đám người Trung Quốc này làm việc qua loa quen rồi. Chắc chắn việc khử độc cũng không làm hẳn hồi. Căn bản không có tính mạng của bản thân ra gì. Nếu chỉ có công nhân Trung Quốc bị nhiễm thì còn được. Nhưng một nhân viên người Nhật của công ty Takao cũng đã bị nhiễm. Đang cách ly điều trị tại Thánh An. Theo lời của anh ta, thì một tuần trước anh ta tự uống rượu với công nhân người Trung Quốc. Thuộc hạ đã phong tỏa công ty thương mại Takao. Nhưng nhân viên công ty này thường xuyên di chuyển. Vì những tin tức về dịch bệnh đang lan đi rất nhanh. Thiếu tướng, chuyện tới nước này rồi, chỉ có thể thay đổi kế sách thôi. Thiếu tướng ngay lập tức xin đại tướng Aoki lấy lại thế chủ động. Cầu xin thiếu tướng. Cậu tìm tôi về chuyện tàu Balia. Tin đồn về tàu Balia là giả. Hơn 30 công nhân trên tàu tử vong không phải là sự thật. Vậy sự thật là gì? Công nhân trên tàu đã chết hơn 100 người. Đại tướng đã xem xét tàu Balia, chuyển vật tư đến Nagasaki. Tàu đã bình an về Thượng Hải. Không ngờ lúc cập bến, dịch bệnh trên tàu bắt đầu bùng phát. Công nhân trên tàu bắt đầu ồ ạt rời tàu. Đi kiểm tra dư luận, tin tức đã được phong tỏa. Theo bác sĩ, bệnh này liên quan đến việc đậu ở nước ngoài khi dịch chuyển lần trước. Đại tướng không cần lo. Nhìn vào hiện tại, chuyện này phát triển theo hướng tốt. Nhân viên bên Takao bị nhiễm nhưng chưa thấy lan rộng ra. Tuy có nhiều lời đồn nhưng chưa ai thật sự nghi ngờ bộ chỉ huy quân sự. Tôi cho rằng giờ là thời cơ tốt nhất để xử lý toàn diện chuyện này. Xử lý thế nào? Ngừng dùng tàu Balia, tránh dịch bệnh lan truyền, công nhân không được rời tàu. Lấy danh nghĩa khu vực quân dụng để cách ly khu vực xung quanh. Theo tôi, dịch bệnh này sẽ hoàn toàn lắng xuống trong một tuần thôi. Vậy cậu đi làm luôn đi. Nhờ cậu, đây là chức trách của tôi. Báo cáo đã chặn toàn bộ đường xuống tàu. Tôi biết rồi, đi thông báo với họ đi. Vâng. Nghỉ ngơi tại chỗ. Có thông báo mới được rời tàu. Thả chúng tôi ra. Tàu Balia đã bị phong tỏa. Khu vực cảng cũng đã bị cách ly hoàn toàn. Theo tiểu thông thăm dò, quân Nhật phụ trách quản lý cách ly sẽ rút lui trong một tuần. Tàu Balia tự sinh tự diệt, sắp trở thành khu vực không ai quản lý. Kho hàng trọng tải 7.000 tấn đủ cho chúng ta dùng. Trận đánh này đánh hay lắm. Đây là văn phòng tổng quản lý của ngân hàng Lệ Bang đây. Xin chào tổng quản lý, tôi là Tomita. Xin lỗi, hình như tôi không quen vị nào tên là Tomita. Chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng tôi muốn hẹn gặp anh một buổi vì Bằng Phong từng đề cử anh với tôi. Sau khi Bằng Phong quay về Trùng Khánh, tổng quản lý Trịnh có tin tức của cậu ấy không? Lần này anh Tomita tới, không hẳn phải đi nghe tôi nói. Xem ra cậu ấy không thể liên lạc kịp thời với anh. Tội phạm buôn lậu bị hành hình, tôi không làm. Tôi bị quan. Phùng Ngô Như buôn lậu kiếm lời là bí mật công khai, nhưng không ngờ Sở Phòng Chống Buôn Lậu cũng không đấu lại việc quan liêu bao che nhau. Chắc hẳn là anh thất vọng với Trùng Khánh lắm.
Tôi chưa từng có hy vọng gì với Trùng Khánh. Chỉ là sự cáo trở này vượt khỏi sự tưởng tượng của tôi hết lần này tới lần khác. Tổng quản lý Trình, bạn Phong luôn tôn anh làm anh cả. Lòng kính trọng của cô ấy dành cho anh thể hiện trong cả lời nói. Cho nên lần này tôi mạo muội tới, xin gặp mặt anh, muốn mời anh thay bạn Phong làm vài việc cùng với chúng tôi. Làm việc, chắc anh cũng biết hậu phương miến sa, hậu phương đang thiếu hụt sợi bông, quân dân không được mặc ấm, y tế tiền tuyến càng thiếu thốn hơn. Trước khi bằng Phong bị bắt, cô ấy được trở lại Thượng Hải vận chuyển 4.000 tấn sợi bông về hậu phương. Tổng quản lý Trình, tôi muốn lấy danh nghĩa của bằng Phong giải quyết xong việc này. Sợi bông được vận chuyển, tôi sẽ đề xuất thẩm tra lại vụ án buôn lậu của bằng Phong. Thẩm tra lại, cô ấy chết rồi mà, nhưng ít nhất cũng trả lại được cho cô ấy sự trong sạch. Suy nghĩ vì dân, không nên chết quan. Đây là danh thiếp của tôi. Với bên ngoài, tôi là ông chủ của công ty Tomita Thượng Hải. Nhưng thực tế, tôi thay Trùng Khánh phụ trách việc vận chuyển. Anh Tomita, ở Thượng Hải sợi bông thuộc vào nhóm vật tư bị kiểm soát nghiêm ngặt của người Nhật. 400 tấn sợi bông không chỉ vận chuyển khó khăn mà còn tốn diện tích rất lớn. Tôi không dám hấp tấp hứa hẹn với anh. Tôi hiểu, nhưng tôi không khiến anh khó xử đâu. Nhưng mong anh hãy cân nhắc. Nếu muốn thảo luận kỹ hơn, cứ gọi vào số điện thoại trên danh thiếp là được. Hôm nay gặp gỡ vội vàng như thế, anh khó tránh nghi ngờ tôi. Quản lý Trình, non sông còn đó, hẹn ngày gặp lại. Anh, nếu có gì bất trắc, hãy nhớ non sông còn đó, hẹn ngày gặp lại. Tên súc sinh Phùng Hữu Như, sớm muộn gì cũng có ngày anh xử hắn. Diệt Trị, nếu thân phận của Tomita này là thật, anh có trách nhiệm giúp anh ta hoàn thành việc này. Nhưng 400 tấn bông này không nằm trong kế hoạch. Nhưng nếu muốn gom lại, chúng ta cần có đơn điều phối vật tư của Nhật Bản. Anh đã hỏi Shimayaki, anh ấy sẽ nghĩ cách. Nhưng chúng ta buộc phải làm vậy sao? Tự nhiên chen ngang việc này, sợ rằng ảnh hưởng đến đại cục. Em biết mặt quả dưa nói gì với anh không? Anh hỏi sao trong hàng vận chuyển đến hậu phương lại có hàng cấm. Cô ấy nói với anh, cô ấy làm bên giao thông. Những thứ vận chuyển đều là vật tư quan trọng hàng đầu. Người dân thiếu gì, cô ấy đối đầu họng súng để chuyển cái đó. Tướng sĩ thiếu gì, cô ấy liều mạng chuyển cái đó. Mặt quả dưa từng là người tham lam hưởng thụ, tham sống sợ chết. Chẳng dễ gì trở nên ưu tú, biết nhẫn nại, nhưng Phùng Hữu Như lại khiến cậu ấy chết oan uổng như vậy.
Không sao. Buộc phải vận chuyển 400 tấn bông đi. Phùng Hữu Như chắc chắn phải trả giá. Sắc mặt Trịnh Duy Trì khó coi lắm, không biết có đồng ý hợp tác với tôi không. Rốt cuộc khả năng có lớn không? Không cần bàn đến khả năng, chắc chắn cậu ta sẽ hợp tác với cậu. Chắc chắn sao? Bàn Phong và cậu ta tình cảm như anh em. Nay Bàn Phong đã chết thảm như vậy, nếu muốn rửa quan cho Bàn Phong, chắc chắn cậu ta sẽ dốc hết sức để giúp đỡ. Cậu ta đúng là người có tình có nghĩa. Bao năm nay cậu ta luôn đối với người bên cạnh như gà mẹ che chở đàn con, luôn dốc hết sức hết lòng ủng hộ những điều họ theo đuổi, trợ giúp sự nghiệp, thúc đẩy lý tưởng của họ. Chỉ những điều này mà cậu ta thậm chí không tiếc giá nào, không quan tâm tới hậu quả. Cậu nghĩ cậu ta có ý đồ gì? Chắc chắn không phải là vì lợi ích. Cậu ta có ý đồ khác, vì ánh sáng. Ánh sáng, đúng. Cậu ta cho rằng thứ có thể xua tan bóng tối nơi đáy lòng đó chính là ánh sáng. Nếu cậu ta cố chấp hư vinh, muốn mình diễn một vai quang minh lỗi lạc, vì những điều này cậu ta không thể không quan tâm điều gì. 400 tấn không phải là con số nhỏ đâu. Một người quang minh lỗi lạc như vậy mà có thể phục vụ cho người Nhật, sản xuất cho bộ chính trị quân sự, là một hán gian sao? Cậu nghĩ cậu ta có thể vượt qua cửa ải này trong lòng không? Không thể, có đúng không? Vậy ý của ông là gì? 400 tấn này chỉ là phần dạo đầu thôi, đằng sau còn có vở kịch hay để xem đấy. Tổng quản lý Trình, đây là... Tôi đồng ý tiếp nhận sự quy thác của anh, thu gom 400 tấn sợi bông. Đúng như anh nói, đây không chỉ là vì Bàn Phong, mà còn vì một chữ Lý. Nếu tôi không nhìn nhầm, đây chính là bằng chứng chứng minh Phùng Hữu Như buôn lậu dầu trấu cho các khu bị đóng chiếm trong thời gian tự ý quản lý xưởng chân trình, thực hiện chính nghĩa. Tức là không chỉ trả lại sự trong sạch cho Bàn Phong, mà còn phải đưa kẻ có tội vào dòng pháp luật. Tập chứng cứ này được gom từ nhiều năm trước, nhưng sự thật vẫn nằm đó. Phùng Hữu Như khó lòng thoát tội. Huống hồ không chỉ xưởng dầu chân trình là nơi anh ta tự ý chiếm đoạt ở hậu phương, thế nên chỉ cần anh dùng nó để làm chứng cứ, nhất định sẽ càng có nhiều người bị hại lên tiếng. Anh yên tâm, việc này cứ giao cho tôi, nhất định sẽ thành công. Nhờ anh hết nhé. Tổng quản lý Trình, sứ trưởng Triệu. Bốn trăm tấn bông tiêu chuẩn sửa sợi thân cần Thượng Hải. Tên trên con dấu này là ai? Michio Hiroshi, anh ta thiên tân gian chơi xa đoạn, chưa từng làm gì đúng đắn. Nhưng không ai dám hỏi đến công việc của anh ta, vì anh ta là cháu trai của đại tướng Aoki, nên nhờ sứ trưởng Triệu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất theo đơn điều phối này. Không thành vấn đề. Shimayaki, may mà có anh. Dung dịch khử trùng. Một lần vận chuyển nhiều dược phẩm như vậy có đánh động đến quân cảnh không? Vừa nói là vận chuyển cho tàu Balia, họ sẽ lập tức thả đi, chỉ sợ chúng ta không thể đi nhanh hơn thôi. Sáu ngày hợp thuốc kháng sinh, không biết có thể cứu được bao nhiêu người. Dù là bao nhiêu người cũng không uổng công sự gian khuyển mấy năm nay.
Thời gian như thôi đưa. Ngày mà anh xây xưởng giúp chúng tôi như là mới hôm qua vậy. Không biết sau khi chúng ta đi, người Nhật sẽ san bằng chỗ này như thế nào. Giang Sơ còn ngày gặp lại. Chúng ta sẽ còn quay lại đây. Đúng rồi, ngày 16 là sơ tán rồi. Vậy chỉ còn mấy ngày nữa, nhớ chuẩn bị cho tôi. Ở đây, 2.400 tấn bông của thân cận. Bên này là 6.000 hộp thuốc kháng sinh của sử dân khuyển. Cộng với 2.000 thùng thuốc hạ sốt đã được chuyển tới, gần như tập hợp đầy đủ vật tư. Số lượng lớn như vậy, liên lạc xong chưa? Yên tâm đi, luật phu nhân đã giải quyết xong giấy thông hành. Nửa đêm nay tàu sẽ nhổ neo. Lượng xăng dồi dào được người Nhật cung cấp, không dùng cũng muộn. Vậy thì tốt, tôi sẽ ở lại cùng cậu giải quyết cho xong việc. Ngày 16 này cậu không đi sao? Ngày 16 tôi cần vận chuyển một ít vật tư tới Trùng Khánh. Cậu hãy sắp xếp cho Lệ Tư, chú Chân Khuyển, Tiểu Thông và Sứ trưởng Triệu đi trước. Vật tư cho Trùng Khánh sao? An toàn không vậy? Người liên hệ là ai? Cần tôi kiểm tra lại thân phận cho cậu không? Tôi đã điều tra người liên lạc, rủi ro không cao. Đúng rồi, Matsumura không phát hiện ra quốc bảo đã mất đấy chứ. Ông ta phát hiện sợi bông xuất khẩu có thân cận quá ít. Tôi đã giải thích với ông ta do thiếu hụt nhân công, máy móc cũ kỹ. Sau đó nói với ông ta, dù vậy nhưng ngân hàng Lệ Bang vẫn đồng ý bổ sung 40 tủ bảo hiểm để ông ta có thể thuận tiện bảo quản báo vật. Thế mà ông ta cũng tin sao? Ông ta rất mừng. Sao thế? Trước đây tôi đúng là bảo vệ cậu quá mức rồi. Bây giờ tôi còn không theo kịp cậu. Đặt vào bên kia, siết chặt vào đi. Bên này nữa, siết vào. Để ngay ngắn đi. Tổng quản lý Trình, Tiểu Thông đã soạn xong thông báo. Trong ngành kiểm kê đột xuất, kéo dài một ngày nghỉ cuối tuần. Sáng sớm ngày 16 sẽ thông báo cho mọi người. Đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Nhân viên đã chuẩn bị giải tán. Ngân hàng cũng phải đóng cửa. Sắp tới giờ giới nghiêm rồi. Hãy nhìn ngắm thêm một lát. Được chiếu tiết minh tại tv2.org. Dì chị, em muốn đi cùng anh. Không được đâu. Lỡ trên đường rút lui gặp phải phiền phức gì, cho Dân Huyền và ông Triệu đều không thể giải quyết. Lúc đó em phải giúp họ. Cao Tử Thông thông minh lắm. Có cô ấy là được rồi. Cô ấy không giống em đâu. Em là một trong những người đã xây dựng Lệ Bang. Chúng ta phải tách nhau ra. Tại sao vậy? Bởi vì
Nếu chúng ta cùng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lấy ai gây dựng lại Lê Bang? Dớ dẫn, anh nói cái gì vậy? Mau so gỗ đi. Được rồi, so gỗ. So rồi đó. Lệ Tư, em trở thành người nhát gan rồi. Tất nhiên anh mong em luôn nhát gan như vậy, vì khi em to gan, em luôn làm những việc khiến anh lo lắng sợ hãi, thậm chí là tuyệt vọng. Anh im đi. Bây giờ em trở nên nhát gan là bởi vì trong lòng em có những thứ cần quan tâm hơn. Bây giờ em trân trọng Lệ Bang, trân trọng anh. Vậy phải hứa với em, đừng để em mất Lệ Bang, mất anh. Anh hứa. Anh hứa. Mọi người làm việc nhanh nhẹn chút đi. Cẩn thận đấy. Phim được chiếu tiết minh tại tv2.org. Vất vả rồi. Để vận chuyển số bông này anh có đem đến chưa? Đương nhiên. Cái này là thuốc phiện. Tổng quản lý Trịnh, dùng cái này để lên trên bông, che đậy vật tư có thể an toàn một chút. Đương nhiên anh Tomita kinh nghiệm phong phú, đương nhiên sẽ có những cách xử lý. Chỉ là 400 tấn sợi bông này khá lớn, chỉ có đơn phân bổ thôi, không thể nào lấy hàng, cần tôi đích thân đến nơi. Trưởng ban, tôi tìm cậu có chuyện gì? Cậu biết chứ? Dạ tôi không biết. Bộ chỉ huy quân sự gửi thông báo, sứ thân cần nhận được một đơn phân bổ 400 tấn sợi bông có ngân hàng Lệ Bang. Cậu đã biết chưa? Cậu là người phụ trách. Đây là bản sao, cậu đã thấy nó chưa? Tôi từng thấy. Vậy là cậu không rõ là thật hay giả sao? Là tôi sai sót, không có gì để giải thích. Tôi tưởng chiến trường căng thẳng như vậy, anh Nishio dù ham chơi nhưng chắc vẫn sẵn sàng để đối phó địch, nên đơn phân bổ đó tôi không nghi ngờ gì. Shimazaki, rốt cuộc cậu có muốn giấu đến khi nào? Người xúi dục cậu có phải là người vợ Trung Quốc của cậu không? Tôi tin tưởng cậu như vậy mà cậu báo đáp tôi như vậy sao? Shimayaki Tadashi, cậu có trung thành với thiên hoàng, trung thành với người Yamato không? Trưởng ban Sakagaki, tất cả những việc tôi làm là trung thành với cộng đồng loài người, lương thiện, hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau. Đại nghịch bất đạo. Shimayaki, cậu sẽ phải trả giá kết thúc cả hành động của mình. Đợi sự trưởng triệu và các thứ thông đến, chúng ta lập tức xuất phát. Để tôi nói về tuyến đường rút lui trước, bao gồm cả nguy hiểm mà lát nữa mọi người sẽ gặp, và cả cách trốn thoát mà chúng ta cần dùng đến. Chúng ta nguy hiểm tới mức nào? Sự trưởng Châu đừng sợ, có nguy hiểm gì tôi sẽ chịu. Tôi trưởng Ngô, có lẽ sứ trưởng chịu có chuyện rồi. Sẽ ra chuyện gì? Chúng tôi đã hẹn 7 giờ gặp nhau xưởng, nhưng tôi đến đó thì không thấy người đâu cả. Tôi tìm tất cả rồi nhưng không tìm thấy ai hết.
Tôi đi đến trước cửa nhà của sứ trưởng Triệu, nhưng tôi phát hiện có hai người lén lút đi theo tuần tra ở đó. Nếu tôi đoán không lầm, đều là tài sai của Hoàng Như Hồng. Tôi muốn tiếp tục thăm dò tình hình, nhưng lại sợ là mọi người chậm trễ nên đã chạy qua đây. Tiểu Thông, cậu và sứ trưởng Châu đi trước đi. Tôi đi tìm sứ trưởng Triệu. Tôi trưởng Ngôn, không được đâu. Tôi đã hứa với tổng quản lý Trịnh phải đưa cô cùng chạy trốn. Tôi cũng đã hứa với quản lý Trịnh phải chăm sóc thật tốt cho từng người. Tôi trưởng Ngôn, tiến sĩ Từ Thụ, tổng quản lý Trịnh chú ấy có lẽ cũng xảy ra chuyện rồi. Tôi biết ngay tên Tomita này chắc chắn không đáng tin. Xử lý Shimayaki, tôi là tổ trưởng Ngô đây. Bên mọi người có nhận được thông tin gì liên quan đến Trịnh Diện Trị không? Được, tôi hiểu rồi. Tôi đề nghị anh, nếu có thể lập tức rút lui, để đề phòng. Bên Nhật Bản vẫn chưa có tin tức nào liên quan tới Trịnh Diệt Trị. Vậy nếu là Hoàng Như Hồng ra tay, mục tiêu không phải là sứ trưởng Triệu. Trịnh Diệt Trị e là đành ít dữ nhiều. Tôi không rút lui nữa. Tôi cũng vậy. Chúng ta phải đi cứu tổng quản lý Trịnh. Nhưng Hoàng Như Hồng sẽ giúp chú ý ở đâu đi? Tôi cũng không biết. Nhốt ở đâu được? Dù nhốt ở đâu, cô ấy cũng nhất định dẫn Hoàng Như Hồng lên tàu Balia. Tiểu Linh Đan, Tiểu Linh Đan, Linh Đan, Linh Đan. Linh Đan. Anh đã biết chuyện Tomita dẫn chuyển bông. Bề ngoài anh ta cống hiến cho Trùng Khánh, nhưng e là thực tế lại thông đồng làm việc xấu với Phùng Hữu Như.
Tuyến giao thông mà anh ta nói e là căn bản không thể kinh động Trùng Khánh, mà là do ông chuẩn bị. Cho nên đây căn bản là Phùng Hữu Như lợi dụng tôi do giết Giặc Tư, còn ông dọn đường giúp anh ta, chẳng sai tí nào. Chỉ đáng tiếc lại bị cậu phát hiện rồi. Lần này xuất 400 tấn sợi bông, có đơn phân bổ hàng hóa của Nhật Bản, hợp lý hợp pháp. Nếu ông muốn tố cáo tôi buôn lậu thì cần cơ quan bên Nhật đưa ra kết quả điều tra cụ thể. Đây sẽ là một quá trình rất rườm rà. Chỉ có đơn phân bổ làm chứng, quá trình điều tra có lẽ sẽ dài. Nhưng dù có bao nhiêu người thông minh cũng có thể xảy ra sơ sót. Đây là đơn phân bổ cậu lấy từ chỗ ông Lữ. Ngày đóng dấu chính là tháng này. Mà còn phần này là đơn phân bổ của Đại Đông Á truyền xuống cho cậu. Ngày đóng dấu lại là 50 ngày trước. Ông vẫn chưa bàn giao xong. Cậu nghĩ xem phía Nhật Bản nên hiểu thế nào về việc phân bổ vật tư của cậu. Có lẽ cậu còn hỏi đơn phân bổ này nằm trong tay xử trưởng Triệu, sao tôi lại có? Sứ trưởng Triệu, anh giải thích với tổng quản lý Trình đi. Mời. Tổng quản lý Trình, tôi xin lỗi. Nếu tôi không bị bắt, Hoàng Như Hồng không tìm thấy ông, ông có rút lui theo kế hoạch không? Tôi hiểu rồi. Ông không nỡ xa thân cần, nên dù chúng tôi đi hết, ông cũng sẽ ở lại. Chuyện có thể, chuyện làm giả năng lực sản xuất không thể giấu nữa. Cho nên Hoàng Như Hồng ép ông giao ra chứng cứ. Nếu ông không bán đứng tôi, ông ta sẽ tố cáo với bộ chỉ huy quân sự quỷ đi thân cần. Chỉ khi ông bán đứng tôi, ông ta mới hứa với ông giữ lại nhà xưởng. Có đúng vậy không? Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi không có sự lựa chọn. Sư trưởng Triệu, ông quá hồ đồ. Tôi quá hồ đồ. Quản lý Trình, cậu nói đúng. Tôi đã thất hứa rồi. Bây giờ có lấy dao đâm tôi cũng chịu. Chỉ cần có thể bảo vệ được thân cần, tôi có chết cũng được. Sao tôi có thể oán hận ông? Sao tôi có thể oán hận ông chứ? Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt, ông thề một cách thành khẩn muốn biến sợi thân cần trở thành sợi tiêu chuẩn chất lượng cao hơn sợi Nhật Bản. Nhưng hiện giờ nói đến sợi tiêu chuẩn gì? Chống lại sợi Nhật Bản là tội chết. Tôi có thể oán hận ông thế nào đi? Đánh trận năm này qua năm khác, tảng đá vững chắc là ông. Cuối cùng cũng bị đập dở rồi.
sự dày dò mà ông phải chịu. Tôi đều hiểu. Sư trưởng Triệu giải thích rõ ràng rồi chứ? Tổng quản lý Trịnh nghe cũng đã hiểu rồi nhỉ? Lui xuống đi. Ông có thể ép sư trưởng Triệu ban đứng tôi. Tôi khâm phục. Từ khi tôi sáng lập lễ ban tới nay, mỗi người bạn hợp tác của tôi đều từng không tin tưởng tôi, nghi ngờ tôi, mà lần nào cũng là do ông đứng sau đánh vào tâm lý ly gián tôi và họ, khiến tôi khó xử, đau lòng. Có lẽ ông đang đợi tôi tự tìm tới cái chết, nhưng hiện giờ cuối cùng lại bị ông tiễn lên đoạn đầu đài. Chỉ cần cậu bằng lòng quay trở về bên cạnh tôi, tôi tuyệt đối không để cậu lên đoạn đầu đài. Tôi chỉ là một người bị ông nhìn thấu mà thôi. Ông giữ tôi bên cạnh có ý nghĩa gì chứ? Cậu dùng lễ ban làm vật che chắn cho sự sợi thân cần và xưởng thuốc gian khuyển để tăng thêm sức lực, sản xuất lượng lớn các vật tư bị kiểm soát cho hậu phương, thậm chí đem số vật tư này toàn bộ tích trữ ở tàu Balia. Đây chính là ý nghĩa của cậu. Cậu có thể làm được chuyện tôi không thể làm. Số vật tư này tôi lập tức có thể gửi đến hậu phương, cũng có thể lôi kéo tổng thư ký Hạng. Còn về Phùng Hữu Như, một khi mất đi chỗ dựa, sẽ không còn cách xa cái chết. Sẽ như mong muốn của cậu, hắn ta phải trả giá. Đến lúc đó, chứng cứ mà cậu dày công thu thập mới có thể sử dụng được. Diệt trị. Tôi đang đợi cậu. Ông phí bao nhiêu tâm tư dùng 400 tấn sợi bông làm mồi nhử, không phải là muốn toàn bộ số vật tư này sao? Ông chủ quản, ông không cần đợi tôi. Ông chủ quan, lâu rồi không gặp. Thiếu tướng. Tổng quản lý Trình, chào buổi tối. Nếu đêm hai người đến bến tàu, không biết là để làm gì, có thể cho tôi biết không?
Subject ở Balia là hai người tạo nên. Ông chủ quản hay tổng quản lý Trịnh Diệt Trị, hai người khiến tôi rất vất vả. Khi bạn ông hãy nói thẳng đi. Ông chủ quản, ông tra rõ vụ bệnh giả trên tàu Balia, bắt tôi đến đối chất. Hiện giờ ông chủ của ông đến rồi, ông có gì cứ việc nói đi. Ông chủ quản là vậy sao? Không phải vậy thì là gì? Sao cậu dám nói chuyện với thiếu tướng như vậy chứ? Thiếu tướng, không thể giết người này. Thiếu tướng, lý do khiến tàu Balia ngừng sử dụng là do dịch bệnh giả. Nếu để đại tướng Aoki biết, chắc hẳn sẽ bất lợi với thiếu tướng. Theo tôi thấy, nếu Trịnh Diệt Trị đã thú nhận tội trạng, chỉ bằng để cậu ta sống, cậu có thể đối trọng với người khác. Với lại thiếu tướng trước giờ bất hòa với Trịnh Diệt Trị, nhưng trưởng ban Sakagaki, đặc biệt là cục trưởng Matsumura, luôn có quan hệ tốt với Trịnh Diệt Trị. Theo tôi thấy, thiếu tướng, Diệt Trị cương quyết không chịu khuất phục, sợ khó mà quy thuận. Thiếu tướng, nếu thiếu tướng tin tưởng tôi, hãy giao cậu ta cho tôi. Tôi có thể đảm bảo thuần phục con ngựa hung hãn này. Thiếu tướng, giao Trịnh Diệt Trị cho tôi đi. Trịnh Diệt Trị, đi theo tôi. Đợi đã. Ông chủ quản, mời ông trở về trước. Tôi và tổng quản lý Trịnh còn có vài lời cần phải nói. Hai người đợi tối trên thuyền. Không được, quá nguy hiểm. Anh không thể đi một mình. Tôi trưởng ngôn, tôi có cái này. Dù trên tàu Balia xảy ra động tĩnh gì, chỉ cần nhìn thấy tổng quản lý Trịnh, lập tức lấy thuyền rời đi. Vậy thì sao? Không cần đợi tôi, tôi tự có cách đi an toàn. Cẩn thận nhé. Không ngờ đến đúng không, tổng quản lý Trịnh? Điện báo bí mật bị phòng truyền thông chặn. Hoàng Như Hồng gửi thư cho Bộ Xã hội Chính quyền Trùng Khánh, không chỉ phối hợp vận chuyển 400 tấn sợi bông, còn nhấn mạnh ngân hàng Lễ Ban tích trữ lượng lớn vật tư bị kiểm soát có thể lợi dụng. Tổng quản lý Trịnh, đến lượt anh nói rồi. Vật tư Lễ Ban nắm giữ giấu ở đâu rồi? Mau khai báo cho tôi. Theo tôi, anh sẽ không dám giết. Theo lời của ông chủ quản, nếu anh tận dụng được tôi, ít nhất có thể giữ được tiền đồ của anh. Nếu không dùng tôi, lượng lớn vật tư được viết ở trên điện báo rốt cuộc là gì, giấu ở đâu, được vận chuyển tới đâu, anh không những không biết, thậm chí còn có thể rơi vào bẫy, bị Bộ Chỉ huy Quân sự nghi ngờ, còn cả đả kích. Có điều thiếu tướng à, tối nay tôi không định chống lại anh đâu. Tôi sẽ nói thẳng với anh,
Nhưng tôi có một điều kiện. Giết phiên dịch đậu. Cái gì? Giết. Tiếp tục nói, Lôi Tử là một tên ngốc. Anh ta không thể ngờ anh và Phùng Hữu Như ngày càng thân thiết. Tung tích của Ninh Ninh là Phùng Hữu Như tiết lộ cho anh, có đúng vậy không? Dù Long chủ quan cũng không đủ tin tưởng, ông ta cũng không ngờ anh sẽ được đích thân Phùng Hữu Như bày mưu, lấy điện báo mật ra đây mượn dao giết người. Khi dịch đậu, anh và Phùng Hữu Như vô lâm sĩ như nhau. Có điều ý tưởng này còn kém lắm. Tôi muốn xem cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ như anh rốt cuộc cũng có thể sống được bao lâu. Thứ tử, chết đi. Sau đó thì sao? Thiếu tướng, mời đi theo tôi. Số vật tư này không đủ 1/10 mà anh phải nộp. Số còn lại đâu? Số còn lại dĩ nhiên sẽ không ở nơi thiếu tướng có thể thấy. Công nhân ở trên tàu đâu? Trọng tải của tàu Balia là 7.000, chia làm khoang đầu thuyền, khoang đuôi thuyền, khoang nồi hơi và khoang máy. Ngoài ra còn có 4 khoang để hàng hóa riêng biệt. Sau đó qua cải tạo tăng thêm 2 khoang hạng nữa. Diện tích 340 m², đủ để chứa tất cả công nhân. Mở hầm kiểm tra. Mở hầm kiểm tra. Thế nào rồi? Đêm hôm trước, tổ chức ngầm đã chuyển thành công số vật tư này. Giờ đã chia thành tấp nhỏ. Đã bí mật vận chuyển đến An Quy thuộc khu Xô Viết. Làm thế nào nhanh vậy? Tổ chức ngầm đã kiểm giấy phê duyệt từ đội chống dịch và chạy ngay đến bến tàu Balia vận chuyển tử thi công nhân bị sốt cao. Người Nhật cũng sợ bị bệnh, vậy nên từng xe được đi qua trước mặt của họ. Thiếu tướng, chỗ này không phát hiện gì. Cái tên này, chết đi. Không biết về gì chứ, thiếu tướng. Giết hắn. Tự thú. Sau
cho buổi chiều. Các chị quan khách kính mến, chủ đề của buổi tiệc rượu hôm nay là sống sót sau đại nạn. Đây là tên tôi đặt cho ngân hàng Lễ Bang kháng chiến toàn quốc. Dù là một ngân hàng cẩn thận dè dặt, không dám làm gì, cũng rất khó sinh tồn trong vùng bị chiếm đóng. Mà ngân hàng Lễ Bang không sợ nguy hiểm, không màng đến danh tiếng, đã làm quá nhiều việc vì mọi người. Ngân hàng Lễ Bang không chỉ bảo vệ những công xưởng của mình, mà còn dùng giá cực thấp, thậm chí miễn phí cho hậu phương những vật tư quan trọng với số lượng lớn. Chúng tôi nội địa vô cùng kính phục và biết ơn sự dũng cảm và nỗ lực của các bạn. Mọi người có rất nhiều lời muốn nói với các bạn. Tôi và Liêu Lam còn có xưởng dầu Chân Chân, dù xa tận Trùng Khánh, vẫn nhờ sự chăm sóc của ngân hàng Lễ Bang, nhờ ân huệ của ngân hàng. Bây giờ tốt rồi, chúng tôi được quay lại xưởng trưởng Châu, chúng ta lại được đoàn tụ. Tổng trưởng Ngô, tổng quản lý Trịnh đâu rồi? Tôi từng tự đại mà cho rằng chỉ có tôi giúp đỡ người khác, không cần người khác giúp đỡ tôi. Chỉ có tôi ủng hộ người khác, không cần người khác ủng hộ tôi. Thậm chí chỉ có tôi bảo vệ người khác. Tôi chưa từng mong cầu sẽ có người đến bảo vệ cho tôi. Đến khi tôi đột nhiên tỉnh ngộ, trong cuộc đời của chúng ta có ai có thể quả quyết rằng mình không nhận được sự giúp đỡ và sự hy sinh của người khác chứ? Lâu ngày không gặp các chị. Hôm nay tôi và chúng ta có thể đứng ở đây một cách bình thường, hiển nhiên, không phải vì chúng ta may mắn tránh được cuộc chiến dai dẳng, cũng không phải là vì chúng ta nhanh trí tránh được sự công kích tàn khốc của kẻ địch, mà là nhờ có người đã dùng sinh mạng để bảo vệ chúng ta. Ngân hàng Lễ Bang cũng chính là thế. Vì nên hôm nay tôi muốn cảm ơn từng người đã giúp đỡ tôi, giúp đỡ ngân hàng Lễ Bang. Dù tôi biết rõ
Họ không mong cầu gì niềm cảm kích của tôi. Có lẽ ngân hàng Lệ Bang cũng đã thấm nhuần điều đó. Vậy nên chúng tôi có được những thanh niên trẻ càng có trách nhiệm, càng gánh vác được việc. Câu chuyện của Lệ Bang như mọi câu chuyện khác, có người anh hùng không cầu lợi, có những thiên sứ trầm mặc, có những giai hề nhảy nhót, có những kẻ gian nghịch đạt được ý đồ. Lương thiện lúc nào cũng trầm lặng hờ hững mà đi, còn cái ác lại luôn nhe nanh múa vuốt tồn tại trên đời. Cuộc chiến giữa chúng ta và cái ác tuyệt đối sẽ không kết thúc. Các vị, quý bà, quý ông tôn kính, mời mọi người nâng ly bắt đầu điệu nhảy chúc mừng chiến thắng của cuộc kháng chiến vĩ đại này. Cũng hy vọng những người làm tài chính có thể cùng đồng tâm hiệp lực sửa chữa, khôi phục, chỉnh đốn lại kinh tế.
想微醺时光与爱的人分享。Thái Phu Nhân, Từ Thụ, Jack Lee, Đào Tử Linh, Ninh Ninh, Thi Tuấn Khải, Lý Hiền, Triệu Địch, Lưu Tử Sinh, Dương Tuấn Thăng. Phim được chiếu tiết minh tại tv2.org. Được phu nhân, đây là đồ án thiết kế mà tiến sĩ Từ bảo bác giữ giúp cậu ấy. Đây là tâm nguyện cả đời của cậu ấy. Bác tin Lý Bang nhất định sẽ hoàn thành thay cho cậu ấy. Cảm ơn lục phu nhân. Anh biết không, mấy mảnh đất trong tay tôi bán nước chuyển quỹ dạng đều được đem bán đấu giá. Trong đó có một mảnh đất em thấy rất thích hợp để xây dựng chung cư. Mau chóng giành lấy. Nhưng em đừng ra mặt. Em không ra mặt thì ai ra mặt đi? Người kế nhiệm của chúng ta. Lục phu nhân, Lục phu nhân, bà là người giới thiệu cho cháu có được không? Giới thiệu cái gì? Cháu muốn giống như bà. Thế thì cố gắng lên. Ta tin sẽ có một ngày hào quang sẽ chiếu rọi lên cháu.这一生不凡，他唱他的不曾，他舞他的曾经，他歌他的不疼，他哭他的疼痛，他说他的不甘，他吻他的勇敢，他写他的不愿，他谈他的喜欢。